Đây là cành hoa hồng mình đã trồng được khoảng 3 ngày như hôm trước mình đã quay cho các bạn xem đó Và đến ngày hôm nay thì nó đã ra rất là nhiều rễ và cây phát triển rất là đẹp Mấy ngày hôm nay mưa và thời tiết nó rất là thuận lợi để cho cây hoa hồng phát triển Mình thấy nó còn nổi hẳn cả rễ lên cơ Với những cây hoa hồng khi dâm cành rất khó và khi đã dâm thành công rồi Các bạn cũng phải có một giá thể tốt để chúng ta trồng sau thời gian này nó sẽ phát triển tốt Và khi trồng thì cây sẽ phát triển nhanh, không bị uống nước, không bị bí rễ Các nguồn nguyên liệu thì các bạn có thể mua tất cả đều ở trên mạng Người ta có thể ship đến tận nhà cho tất cả các bạn Các nguồn nguyên liệu bao gồm có đá chân châu và xỉ than các bạn có thể ra các quán phở, quán cơm nhá Các bạn xin là người ta cho thôi mà Chấu tươi các bạn có thể mua ở trên mạng nhá Người ta bán cũng rất là rẻ thôi Và đất chi pát, đất chi pát ở trên mạng người ta bán cũng rất nhiều Chỉ có 25-30 đến nghìn một bao thôi nhá Nếu bạn nào có đất màu hoặc đất phù sa Nhưng phải đất thật tốt nhá Như đất này thì các bạn có thể trộn lẫn vào một chút cũng được Tiếp theo là các bạn đập nhỏ xỉ than ra Sau đó các bạn thêm các thành phần mình vừa kể xong Các bạn trộn với tỷ lệ 1-1 với giá thể này các bạn có thể trồng cho những cây bầu nhỏ, những cây cây cành chiết, những cái cây vừa mới dâm xong thì các bạn trộn như thế này. Đối với những cây đã khỏe và bổ dễ ổn định rồi thì các bạn có thể trộn với giá thể là chấu và đất màu là được rồi. Hoặc các bạn trộn thêm đất màu, xỉ than, chấu tươi như thế là đã có giá thể tốt để trồng cho những cây trưởng thành nhé. Còn đối với những cây mà bầu nhỏ thì chắc chắn là các bạn phải trộn với giá thể như thế này thì thời gian đầu cây sẽ phát triển dễ rất là tốt và nó sẽ không bị úng, không bị bí dễ, cây sẽ phát triển dễ rất là nhanh. Chúc tất cả các bạn sẽ thành công. Mình là Chuẩn, chuyên chia sẻ review cách trồng và chăm sóc cây hoa hồng. Hãy follow và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nhé.